Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui hộp dòng máy cao cấp nhất của hãng Myrolite nha. Myrolite thì có rất là nhiều dòng máy đo huyết áp và đây là dòng mắc tiền nhất và cao cấp nhất của nó là B6. Thì chức năng của B6 thì có những gì? Ngoài những chức năng thông thường là đo huyết áp, chiếu nhịp tim thì mình sẽ có chức năng là cử động rối loạn nhịp tim nè ha, cử động khi đo, rồi chức năng đo trung bình nhiều lần. Và chức năng đặc biệt đó là cảnh báo sớm đột quỵ nha, đây là chức năng chỉ có những dòng mắc tiền mới có thôi. Và thêm chức năng nữa là kết nối điện thoại ha. Rồi, cô chủ mình thấy là có những thông tin rất là đầy đủ ở bên ngoài đây. Và bộ nhớ riêng biệt cho hai người nha. Rồi, máy của hãng á, cô chủ thấy đây là 2.850.000. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng á, mình sẽ được bảo hành 5 năm, nếu mà hư sẽ đổi máy mới nha. Bảo hành 5 năm chính hãng, hư đổi máy mới luôn. Và được kiểm định chất lượng, nếu mà như mình cảm thấy nghi ngờ bị sai lạc thì mình có thể gửi lên hãng là kiểm tra miễn phí. Còn những cái hàng trôi nổi á, có thể rẻ hơn một chút xíu thì sẽ không có được bảo hành và không có được kiểm định chất lượng cái độ chính xác. Thì cô chú mình nên cân nhắc mua ở những cái chỗ nào uy tín ha, để mình có thể nhập phòng máy bữa bảo hành và kiểm định sau này. Rồi mình sẽ khui hộp xem bên trong có những gì nha. Đó, có một cái túi khá là to, có hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh cô chú ha, hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh bên trong. Rồi mình có một cái túi này để mình xách đi công tác du lịch, nó thấy rất là đẹp, rất là gọn. Rồi mở ra thì mình sẽ có một cái thân máy nè, một cục phím điện ha, cục phím điện để cắm vào mình xài thay pin. Nếu mà như bác sĩ ngày đo nhiều bệnh nhân hoặc ông bà mình dưới quê và không cần đi mua pin, mình có thể cắm cái này vào xài. Rồi đây là một cái dòng quấn khuôn cứng nha, những cái dòng rẻ tiền hơn thì nó sẽ không có khuôn cứng mà nó là khuôn mềm để rất là dễ sử dụng trong bài lớn tuổi và tránh bị sai số. Dòng quấn 360 độ mình có thể xoay qua xoay lại, nó sẽ không có sợ bị sai lạc nha. Có thêm cái cáp kết nối vô máy vi tính nè ha, và một cái đế để cái khuôn dòng quấn. Mình bên trong thì mình có cái dòng quấn nè và pin, 4 viên pin. Rồi thì sẽ khui máy xem bên trong có gì nè. Rồi, cái máy rất là đẹp cô chú ha, còn nhẹ nè. Thì trong vòng quấn mình sẽ có 4 cái viên pin 2A đó, mình có thể cho vào máy. Thì cô chú mình nhớ nên mua pin tốt nha, pin alkaline là pin khô, mình bỏ cả năm trong đây nó không bị cháy pin và nó xài được cũng nhiều tháng, đo rất là lâu. Nếu mà cô chú mình mua pin thường á thì mình nên lấy pin ra hoặc là kiểm tra thường xuyên để tránh chảy pin hư máy. Máy này nếu mà như hư á thì hãng sẽ được kiểm tra và đổi máy mới cho mình, nhưng mà đừng để chảy pin cô chú ha. Đổ gắn nguyên pin nè, 4 viên pin. Rồi ở bên trái mình á là mình sẽ có chỗ để gắn cái dòng quấn nè, mình cắm vào bên trái ha. Rồi bên phải là mình sẽ cắm vào cái cục adapter, cục biến điện ha, 6V. Cô chú mình không nên lấy cái cục bên ngoài nha, mình có cái cục của hãng, nó hư thì mình nên mua hàng của hãng. Và cái chỗ này để cắm vào máy vi tính kết nối nha. Rồi thì mình sẽ có cái chức năng số 1 là mình đo một lần, đẩy lên trên là MM là nó sẽ tự động đo 2 đến 3 lần. Ví dụ mình huyết áp mình bất thường á, nó sẽ đo 2 hoặc 3 lần, nó sẽ cộng lại lấy kết quả trung bình thì độ chính xác sẽ cao hơn, nhưng mà nó sẽ đo mất thời gian hơn một chút. Còn này mình đo một lần kiểu truyền thống. Cô chú mình có thể xem thêm các video hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn kỹ hơn. Rồi mình sẽ chọn số 1 và số 2 là để bộ nhớ cho một người hai người. Lúc này là cài đặt ngày giờ nha. Đó. Còn cái này đo và tắt một lúc này. Còn này là để mình xem lại bộ nhớ ha. Rồi cô chú mình thấy ở đây có 3 cái nút đèn để mình xem huyết áp cao hay thấp nè, chức năng tim loạn nhịp, AFIB là chức năng cực kỳ quan trọng luôn, đó là rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ thì chỉ có những dòng cao cấp mới có ha. Còn đây là số 1, số 2 để hiển thị cho bộ nhớ của người nào đó. Và có chức năng là kết nối điện thoại, kết nối Bluetooth. Thì cô chú mình có thể liên hệ với Hoàng Sơn hoặc là xem thêm những video khác để biết rõ hơn. Rồi mình sẽ lột cái miếng tem này ra nha.
Khi mua về thì cô chú nhớ lọc cái tem này ra. Đó. Rồi hình nó sẽ như thế này. Mình mới có thể thấy rõ hơn được cái thông tin của máy đo huyết áp nha.